Ban đầu ngày xưa khi mà anh tạo ra một cái kênh ấy, bởi vì là em hiểu là ở trên TikTok ấy, độ trẻ trâu của nó công nhận là nó nhiều, trẻ trâu của nó đông lắm luôn. Mà trẻ trâu thì sao? Thứ nhất nó nghèo, đéo có tiền, phải công nhận điều đấy. Thứ hai, ban đầu nhá, nếu như em mà xây kênh ấy, em cứ làm ra những cái nội dung mà liên quan đến cá nhân, anh chưa biết là em sẽ làm những cái nội dung như thế nào. Nhưng mà nếu như mà cho anh xây ấy, anh sẽ làm một cái kênh của em, ví dụ như là em sẽ quay một cái video và sau đó là anh sẽ có một cái comment setting. Anh sẽ dùng cái tài khoản khác, anh setting, anh vào anh chửi em thậm tệ. What? Bảo mặt mày xấu như thế này mẹ. Con này mà cũng lên được TikTok á? Tại sao mà con này lại xấu như vậy mà cũng lên được? Cái đấy nó chính là setting. Cái setting ở trên TikTok ấy, nó không phải là uầy bạn ơi bạn cố gắng video của bạn hay quá đâu. Cái đấy là cái kiểu setting ngày xưa rồi. Cái setting kiểu mới ở trên TikTok ấy, là phải nhảy vào ném đá chửi vào. Và sau đó ấy, là con người mà người ta sẽ thích là bảo vệ những thứ yếu, bảo vệ những cái thứ mà người ta cảm thấy là bị yếu thế hơn ấy, thì tự động là sẽ có một loạt fan ở đằng sau, nó sẽ nhảy vào nó bảo mẹ cái thằng này mày đẹp hơn ai mà mày nói, thằng này mày ở đâu, mày có đẹp hơn người ta không, mày có nói được như người ta không mà mày lại nói như vậy. Tự nhiên nó em sẽ tự tạo ra một loạt fan, tự nhiên fan nó nhảy vào nó bảo vệ em, xong rồi nó anti thằng kia, thế thôi. Ban đầu ngày xưa khi mà anh tạo ra một cái kênh ấy, bởi vì là em hiểu là ở trên TikTok ấy, độ trẻ trâu của nó công nhận là nó nhiều, trẻ trâu của nó đông lắm luôn. Mà trẻ trâu thì sao? Thứ nhất nó nghèo, đéo có tiền, phải công nhận điều đấy. Thứ hai nó xấu, ừ, tuổi đấy không có tiền, còn trẻ, làm sao mà có tiền mà đi làm đẹp đúng không? Thì nó sẽ phải đồng bênh vực, gọi là bênh vực đồng loại, bênh vực những cái thứ mà nó cho là yếu và nó sẽ ủng hộ những cái thứ đấy. Cho nên là nó sẽ thay em, thay trời hành đạo, nó nhảy vào nó ném đá thằng kia chết mẹ luôn. Cách này cực kỳ hiệu quả, ở trong team anh toàn làm kiểu này thôi.